Em ơi, con đói à? Hả? Ôi, đói ăn nhá, ăn nhá. Ăn nhá, Thắm ăn nhá. Ừ. Đây, bên bột ạ. Ăn hoa quả đấy, con ăn nhá. Này, từ từ con. Ăn gì nào? Thắm ăn gì? Uống sữa à? Ừ, để con lấy đi nhá. Đây con. Nó thiếu âm lên. Uống sữa xong đi, hoa quả chắc không ăn đấy. Ngon nhỉ? Ôi. Nó mịn này. Chưa được ăn. Bình thường buổi sáng thì ăn nhỉ, buổi sáng lúc này mấy bần sẽ ăn đến giờ. Sam đói Sam kêu ầm lên. Từ trong phòng mà kêu ầm lên. Mày xuống lấy đồ ăn mà kêu. Nên là giờ cho ăn Sam ăn, nên là phải cho ăn Sam vừa uống sữa vừa ăn hoa quả. Ngon nhỉ. Ui ôi, vừa uống sữa vào này, chấn này. Chấn ruồi đó, sướng cái chấn ruồi đó nha. Chân Sam rất mềm luôn. Lúc này mẹ đánh xong nó cùng quyệt thêm một miếng nữa đấy. Uống tươi nha. Uống tươi thôi con ạ. Thôi đói Sam chắc sẽ ăn uống sữa với ăn hoa quả ạ. Ô từ cơm à? Ừ? Ô từ cơm à? Ôi giỏi nhà. Giỏi thế. Làm ngửa lên, dốc bình sửa lên. Cẩn thận nhá. Cẩn thận không sửa sao ra nhá. Ngồi uống 5 uống này, 5 dàn chân ra. Đúng rồi là chân sau đời lên. Sam nó càng lớn từ cấp binh sở uống đấy con nhỉ. Con lớn này con tự lập được đấy, con từ cấp binh sở con uống này, con từ đi ngủ không cần mẹ ru đi ngủ này. Bình thường ngủ là phải mẹ ru mới ngủ đúng không? Sao nó cho từ bắc hoa quán này. Mặt chân thiếu mới Sam đóng bỉu. Dốc con lên không? Dốc mình uống được chứ. Cao lên nhá. Sao hôm nay chơi nghịch là bị ấy, bị toạc mặt. Mẹ cắt nhá, cắt sửa nhá. Răng đấy bằng được. Đây đất lại lớn này. Sao mà lớn từ lập ra đây nhỉ? Con nhỉ. Mặt này. Ui ôi. Cái gì kêu đấy sao? Ừ? Gì kêu con? Cho mẹ miếng nữa. Em ơi, sao? Sam hấp em. Ngon nhỉ, ngon nhỉ. Này, uống một tí uống cắn này. Cắn rô đây này. Để mẹ kéo con đến nhá. Kéo con đến nhá, sau đấy lo chuyện giá nhá. Khi nào mà Sam lớn mà từ đi vệ sinh thì không cần đóng bìm nhỉ? Này con. Rồi, bụng cắn tròn thôi. Uống xong sữa con ăn kẹo, ăn được bánh với hoa quả nữa không? Mà Sam mày lắm, tham ăn lắm. Ăn không biết no đâu. Chắc phải sửa thôi. 320 kg feedbacknya. Mỗi tuổi là mình hãy tham ăn nữa, hãy đi ăn để ăn lắm tay này. Mày bẻ nhá, bẻ cao lên nhá, bẻ cao lên sang nhá. Ui, hết chưa con? Hết chưa? Hết rồi con ạ.